Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Đồ Dập. Hôm nay lại lên tiếp một chiếc máy may cho anh em mình tham khảo ha. Thì như trước anh em thấy thì đây cũng là một con đồ chụp anh em ha, một con nắp chụp. Thì những cái dòng này anh em thì nó cũng thường nó cũng khá là sâu tuổi anh em ha, những con nắp chụp như thế này thì mình bày chơi trong cái bộ sưu tập của mình á. Ví dụ như có cái này có cái nọ thì những cái con đồ chụp này cũng là cái dạng bày rất chơi rất là đẹp anh em ha. Thì như trước mặt anh em thấy đây là một chiếc máy may có thương hiệu là Standard. Những cái thương hiệu này anh em nó ra đời khá là lâu, loanh quanh ở thế kỷ 18 ở Mỹ anh em ha. Rất nhiều thương hiệu ở Mỹ và rất nhiều thương hiệu đã bị Singer thâu tóm lại hết ha. Singer nó khá là mạnh ha. Bởi vậy mà mình kiếm lại những cái con mà nguyên bản đó, cái thời điểm mà nó ra mắt như thế này á, những cái con mình kiếm lại những cái con nguyên bản, tại vì nó khi mà nó rơi vào tay Singer thì nó không còn sản xuất nữa anh em ha. Đó, thì nó sản xuất loanh quanh thế kỷ 19 và để tìm lại những cái con nguyên bản như thế này chơi thì cũng khá là hiếm, thì cũng không phải gọi là hiếm nhưng cũng khó tìm anh em ha. Rồi anh em mình đi soi coi nó có cái gì hay ha. Thì trước tiên á thì em báo kích thước cho anh em nhìn dễ hình dung ha. Nó cao tổng thể là 98, 98 là mình tính cái đầu chụp luôn ha. Rồi ngang nó là 88, thì ngang 88 là ngang khi mà nó cụp cái này xuống anh em ha. Đó, còn khi mà anh em mình vươn cái này lên á thì nó thêm khoảng hai mấy sen nữa. Đó thì đây em vươn luôn cho anh em mình xem nè. Đó thì nó ra được như vậy. Đó, con sâu của nó là 43 anh em ha. Rồi mình bắt đầu tới cái thân vỏ, anh em thấy cái đầu chụp của nó mà đây cái thương hiệu của nó đây, Standard. Rất là đẹp anh em ha. Ở đây anh em thấy nó có gì đặc biệt không? Đây là nó ốp nu anh em ha. Đây nè anh em ha. Những cái con mà nó đến từ Mỹ hoặc là châu anh em đó thì nó làm rất là cầu kỳ ha, không phải như là những chiếc máy mà ở thị trường Việt Nam, thị trường châu Á thì nó làm đơn giản lắm anh em cứ để ý. Còn mà những cái con mà mình thùng tay á, mình nhập tay á, nhập châu Âu hoặc nhập Mỹ á, thì nó thiết kế cầu kỳ lắm, nhìn nó rất là nghệ thuật, rất là đẹp ha. Nếu mà tính mà xét về độ mà thẩm mỹ á, mỹ thuật á, thì nó cao hơn những cái con nằm ở Việt Nam nhiều. Anh em thấy đây, ốp nụ nè. Mặc dù là một miếng veneer thôi nhưng mà nó cũng làm cho cái đầu này nó cũng đẹp hơn ha. Đây là cái miếng nụ bên trái đây nè. Cái đầu chụp này thì nó không có sử dụng chìa khóa anh em ha, nó sử dụng một cái nút bấm thôi, chẳng qua đây là một cái lẫy thôi. Mình bấm vô mình cái lẫy để mình mở mình lấy cái đầu ra thôi. Rồi phía trên đây nè, quá tích thời gian nè anh em, quá tích thời gian gần cả trăm năm tuổi anh em ha. Đây quá tích thời gian, đây một miếng nụ nè, quá tích thời gian rất nhiều anh em ha. Giá trị nó nằm ở chỗ đó anh em ha, sơn lại là thua luôn. Rồi. Đây anh em thấy cái mặt sồi của nó mà, đây gỗ thịt anh em ha, đây gỗ thịt, ở đây là một cái miếng veneer nè. Thường thì những máy may anh em nó cán những cái trên đây thường là veneer hết ha, tại vì veneer thì nó sẽ làm vân rất là đẹp anh em ha. Đó, em mình để ý mình phân biệt gỗ thịt dán veneer và ván ép ha. Thì anh em thấy đây nè, anh em thấy nó lòi ra nè. Đó, đây là cái miếng gỗ thịt ốp một cái miếng veneer vân lên rất đẹp anh em ha. Vân nè, em thấy vân nó đẹp không ạ? Khớp ra đều luôn, đều nè, đều nè. Anh em thấy nó không? Độ tay nó làm rất là chỉnh chu anh em ha. Anh em đây thấy không? Đây là nó xuất hiện những cái
cái vết này, đó, vết tích thời gian này. Đó. Ở đây cũng vậy nha anh em thấy không? Anh em mình soi kỹ vô, đó, có cái gì thì nó sẽ lột tả hết, cái vết tích thời gian, cái vết chày, vết xước gì, anh em mình lột tả hết. Rồi, anh em mình đi xuống tới cái phần học anh em ha, đây anh em thấy cái phần học của nó mà, đây standard, đó. Standard, đó, móc zin. Móc zin ở đây thì vệ sinh thì 1 phút 30 giây thôi, không gì hết, nhưng em vẫn để vậy ha, để zin theo cái màu thời gian của nó. Anh em thấy ở bên học tất cả bên má nó đều ốp một cái miếng nu hết anh em ha, anh em để ý ốp miếng nu, ốp miếng nu đó. Thì cái học này rất là hay anh em ha, khi nào mình bút ra thì mình bẻ cái lẫy đưa ra. Thì cái lẫy này á, ở đây nó có cái chốt, anh em thấy không, ở đây nó có cái chốt, khi mình lẫy á là chốt giật lên là mình kéo ra nè, khi mình bỏ xuống là nó khóa nè, đó cái lẫy rất là hay ha, cái cơ chế này cũng hay đó. Anh em thấy cái vết tích thời gian của nó mà nó có những cái dấu hiệu rạn nè, rạn nứt nè, nhưng mà nó còn chắc chắn lắm anh em, chắc chắn ha. Nghĩa là nó bông cái lớp veneer thôi đó, màu zin nó nhìn nó chắc. Ở đây anh em thấy cái bọ của nó mà, đó bà tặng lệ nè, bà tặng lệ bọ nè, nó được giấu ở trong lên, cái màu sơn của nó còn quá trời đẹp anh em ha, đó mở đó, đây là cái khớp của nó nè, mình đỡ nó lên nè, đây là cái án vàng học bên trái anh em ha. Rồi anh em mình soi tới qua cái vàng học bên phải, đây vàng học bên phải đó, cũng như vậy anh em ha, cái cơ chế mở lẫy ra, anh em thấy cái nút chỗ này nó cũng ốp nù ốp nù rất là chỉnh chu anh em ha, từng một cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi nhưng nó rất là cầu kỳ, nó làm cho cái chiếc máy may mình nó không có đơn điệu. Anh em thấy đây ốp nù ốp nù đồ tây thì nó hay ốp mấy cái nù rụ đồ lên, nhìn cái vân nó đẹp ha, nổi bật. Rồi anh em mình soi tới cái chân, thì cái chân á là đây là một đây là cái bờ dưới này nè, cái bờ máy nè, nó sờn lồng lanh lung linh, khóa lại còn đầy đủ nè, bờ máy nè, chưa có mục, cái này nó hay dễ bị mục anh em ha, mấy cái đồ mà mấy cái con ở Việt Nam mà đa số là mục hết. Còn nguyên luôn, bóng lưỡng luôn đó, zin theo máy đó. Đây là cái chân đặc trưng của dòng standard ha, standard này nó cũng nhiều dòng, em cũng cả bán cũng nhiều dòng ha, nhưng mà cái chân này là cái chân na ná thôi, đa số lại giống nhau, nó khác cái thùng thôi đó. Chân này. Đó, anh em coi đến mức sơn của nó nè, về cho anh em đó, nước sơn nè, đó sơn zin nè, sơn zin nè, chóc nè, đó chóc nè, sơn zin nè, sơn zin nè, bánh xe còn đầy đủ anh em ha, sơn zin nè, đây là cái logo của nó nè anh em, standard, một cái vòng tròn rất là đẹp, sơn zin nè, sơn zin nè. Ốc nè, phê cho anh em. Đây cái bàn đạp của nó đây nè, bàn đạp đây. Nhìn nó cũ cũ vậy nó mới giá trị anh em ha, đó bóc bông chốc sơn nè. Anh em trên cái mai là biết rồi. Cái chân này mà sơn lại thì thôi như dục luôn. Gỗ này nè, xin chụp cô lăn này, rồi qua phần bên đây nè, đó chân nè, lăn nguyên nước sơn này,
Đó, nước sơn nè. Đó, đủ riêng cho anh em. Xôi kỹ vô anh em. À, chơi xôi kỹ vô. Đó, chừng lóc khóa máy. Đó. Xôi kỹ vô. Rồi, qua đây ha. Đây, logo đây. Phê cho anh em. Rồi bây giờ mình tới phần máy. Thì mở ra nó cũng dễ anh em ha. Như nãy em đã nói rồi, thì cái này là cái lẫy nè. Bấm cái lẫy vô nè, dở lên nè. Đó, bấm cái lẫy dở lên. Lấy ra nè. Đó, đặt vào đây anh em ha. Đây. Lẫy của nó đây, thùng ở đây. Chìa khóa đây. Rồi à, cái này á, thì khi mà mình đưa cái cuộn chỉ này á, cuộn chỉ này cuộn chỉ lô anh em ha. Cuộn chỉ lô nè, à phát hiện luôn nè, dây đai lô nè, à dây đai lô anh em ha, dây đai Việt Nam nè, chỉ Việt Nam nè. À, dây đai này bán mấy ngàn sợi, chỉ cũng vậy mấy ngàn sợi. Dìm nó một chắc nát bét luôn. Đó đây phần đầu đây anh em. Đây em quay xa xa cho anh em mình xem trước ha. Đó, phần đầu của nó đây. À, tem còn sáng sủa anh em ạ. Còn sáng sủa đẹp trai không mà hay. Đó, bông đó, những cái tiểu tuyết này nó rất là giá trị anh em ha, rất là đẹp. Xem là thùng chân mái đầu là nó phải nguyên bản anh em ha, chơi là phải nguyên bản. Đó. Đây. 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 Đó. Bông trên nè, nước sơn nè, soi kỹ vô anh em. Đó. Nước sơn nè, nước sơn nè, nước sơn nè. Rồi vô lăng đây anh em. Đây. Đây nước sơn đây anh em. Đây là mặt sau nè. Đó, mặt sau đây. 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 Mông đây. Rồi đây. À, kim suốt đầy đủ ha. Như em đã chia sẻ rồi, chơi mà nó thiếu thiếu là nó khó chịu lắm. Chơi nó phải đầy đủ ha, mặt dưới. À, chạy chỉ suốt, đó, để qua đây là chạy nè. À, mở ra là mai nè. À, rồi đây, chỗ phần mình đưa suốt vô anh em. Bật lên nè. Đó, bật lên nè, suốt nè. Con này suốt tròn anh em ha. Đó. Suốt đầy đủ. Đó. Kim suốt đầy đủ anh em ha. Đó, bật xuống nè. Đó, bật lên nè. Này em quay xuống đây cho anh em dễ thấy nè. Đó. Ổ trục của nó nè. Đó, suốt tròn anh em ha. Đó, đầy đủ. Đầy đủ đồ chơi. Chi tiết nhỏ nhỏ mình cũng soi luôn em ha, soi kỹ. Rồi. Ok, em quay một cái dòng tổng thể cho anh em mình hình dễ hình dung lại ha. Standard 4 học nắp chụp. Chân xin. Chân thùng đầu máy xin. Nguyên bản. Ok, về cái chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, anh em cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để trên màn hình đó. À, hoặc là anh em cứ nhắn tin đi, em sẽ trả lời ha. Anh em cứ gọi đi 1000 lần cũng được, không có gì hết á, không có gì ngại hết anh em ha. Cứ gọi trực tiếp.
anh em nào ở xa thì cứ gọi video call ha, anh em muốn xem cái gì em sẽ quay cái đó cho anh em mình xem ha, chẳng gì phải ngại ngùng hết á, giao lưu mua bán không gì phải ngại hết ha. À, thích thì cứ bóc điện thoại lên, alo Chí ơi, à, con này nó sao sao sao, à, 1 phút 30 giây là có thông tin hết, tất tần tật, xa gần gì cũng vậy ha, ở gần thì anh em cứ chạy qua xem trực tiếp. Bên em giao lưu á, là tất cả đều ship á, là đều miễn phí ship toàn quốc anh em ha, miễn phí ship toàn quốc. À, không vấn đề gì ngại ngùng, cứ bóc một cuộc điện thoại lên là có thông tin đầy đủ ha, chi tiết giá cả mọi thắc mắc luôn, không có vấn đề gì khó hết. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip, nếu thấy hay thì hãy cho em một cái nút đăng ký ha, một cái nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc máy may này, gửi đến cho những món đồ xưa, gửi đến cho mọi người tham khảo. Rồi, hẹn anh em vào video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt mọi người.